Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Vợ Đường Nhuệ dùng đồ giống vòng đeo đầu của võ sĩ Murray Thái đánh nạn nhân. Trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại chính ngôi nhà của Đường Nhuệ, tức Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, vợ chồng Đường được xác định đã trực tiếp tham gia đánh nạn nhân. Công an tỉnh Thái Bình vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố vợ chồng Đường cùng nhiều đàn em trong vụ đánh nhân viên xe khách ngay tại nhà Đường. Theo kết luận, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa anh Trịnh Ngọc Anh, sinh năm 1996, ở Vũ Linh, Kiến Sương, Thái Bình, với chị Trần Việt Vân, sinh năm 1985, ngụ ở Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, trong việc gửi và nhận tài liệu từ Thái Bình đến Hà Nội. Đường Nhuệ và Nguyễn Thị Dương, tức vợ Đường, không có mâu thuẫn với anh Ngọc Anh và cũng không được nhờ giải quyết giúp mâu thuẫn, nhưng Đường vẫn cố tình yêu cầu nạn nhân về nhà để giải quyết. Tại số nhà 366 Lê Quý Đôn, nhà của vợ chồng Đường Nhuệ, Đường cùng vợ thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa, Phạm Ngọc Quý tạo lý do để đánh anh Ngọc Anh. Dương đã trực tiếp dùng tay đánh nạn nhân, cầm một dây vải dạng vòng đeo màu đỏ, trắng vụt vào mặt anh Ngọc Anh. Tang vật kiểu vòng đeo trên đầu của các võ sĩ Murray Thái này sau đó đã bị cơ quan chức năng thu giữ tại nhà Đường khi khám xét. Mặc dù đã được mọi người can ngăn, nhưng các đối tượng vẫn nhiều lần đánh anh nạn nhân, khiến nạn nhân bị tổn thương sức khỏe 14%. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Thái Bình còn xác định đêm ngày 31 tháng 3 năm 2020, còn có một số đối tượng đến tụ tập tại nhà Đường Nhuệ, sau đó đã sử dụng ô tô và loa tay đi đến khu vực nơi ở của anh Nguyễn Văn Cường, chửi bới, thách thức đánh nhau. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, hiện chưa làm rõ được các đối tượng tham gia. Việc này sẽ tiếp tục xác minh, nếu làm rõ sẽ xử lý theo quy định. Trong vụ án này cũng có nhiều người không bị xử lý. Cụ thể, còn nhiều người chưa bị xử lý. Ngoài ra, với chị Vân, mặc dù có mâu thuẫn với anh Ngọc Anh, nhưng không nhờ Đường Nhuệ, Dương và các bị can khác giải quyết mâu thuẫn nên cơ quan điều tra cũng không xử lý. Đáng chú ý, vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, quá trình thực hiện khám xét ngôi nhà, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án và cả các vụ án sau này nữa. Theo đó, ngoài tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ cố ý gây thương tích cho nạn nhân Ngọc Anh, cơ quan chức năng cũng thu được các đồ vật, tài liệu liên quan đến các vụ cưỡng đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Công an tỉnh Thái Bình. Vụ án cưỡng đoạt tài sản này liên quan đến việc Đường Nhuệ bảo kê các dịch vụ mai táng ở Thái Bình, ép các đơn vị dịch vụ phải chi trả cho Đường 500.000 đồng trên một ca hỏa táng, mặc dù Đường chẳng làm gì cả. Quá trình khám xét nhà Đường, ngày 7 tháng 4, nhà chức trách đã thu được hai giấy ghi với nội dung các dịch vụ báo ca tháng 10 năm 2017. Bảng này có chữ ký của Nguyễn Thị Dương, quy chế hoạt động hiệp hội tang lễ, bảng kê có chữ ký của Dương, hai tờ giấy ghi tên các cơ sở, chủ các cơ sở làm dịch vụ tang lễ, một giấy theo dõi ca. Ngoài ra, cơ quan chức năng thu được hai tờ giấy A4 ghi nội dung theo dõi ca sang đài. Tài liệu này là do bà Lan tự nguyện giao nộp khi thi hành lệnh bắt Đường Nhuệ ngày 10 tháng 4. Cơ quan công an cũng thu được hai giấy tờ có ghi nội dung tên các cơ sở dịch vụ tang lễ và chủ các cơ sở làm dịch vụ tang lễ có chữ ký của bà Nguyễn Thị Tề, chị vợ của Đường Nhuệ. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã chuyển toàn bộ đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản sang hồ sơ vụ án cưỡng đoạt tài sản để tiếp tục điều tra và xử lý. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã chuyển toàn bộ đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang hồ sơ của vụ án này. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.